À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em lại lên sóng cho tất cả các bác cái dòng dây loa Purikit Convert. Thì cái dòng này là một trong những dòng dây loa rất là nổi tiếng rồi. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình đây. Đó, 0775264888 hoặc 0567993999 thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đó, các bác có thể thấy được cái cặp dây loa Purikit Convert này rất là to và nó cực kỳ là hầm hố nha các bác. Đấy. Đây, quay anh em xin cái thân dây của nó này. Đấy, mà đường kính dây này em nghĩ là nó rơi vào khoảng chừng 25mm nha. Rất là to. Vì nếu mà thân dây mà thì thực ra vẫn chưa thấy một cái thân dây nào mà nó to như thế này nha. Và nó có độ khủng như thế này. Chưa thấy một cặp nào luôn. Cực kỳ là to, rất là chất. Đó, đây, các bác nhìn. Thì bây giờ em sẽ quay anh em xem chi tiết hơn về cái dòng sản phẩm này này. Đó, đây, các bác có thể thấy được đây. Đó, dòng dây của nó này, Purikit Audio. Đó, Convert. Đấy, sản phẩm của nó này, 2002-4783, hàng của Made in USA. Các bác nhìn chưa? Đó, cái này của nó là được sản xuất bằng tay ở tại Mỹ nha các bác. Đó, dòng này là dòng sản xuất bằng tay, nó làm thủ công nha các bác. Đấy. Đây em sẽ quay cái đầu rắc cho anh em xem. Cặp dây này thì gọi là siêu hầm hố luôn. Đấy. À. Đây. Cái này là nó là đầu rắc bắp chuối của nó này. Đó. Đấy như các bác thường thấy nha. Đấy, bình thường á là hãng người ta làm á thì bình thường là nó sẽ là đỏ đi theo đỏ này, đen đi theo đen, nhưng mà dòng này thì nó khác nha. Các bác nhìn này. Đấy. Nó làm đầu này, đấy, nó chia ra này, một sợi vế của nó này. Thế nó làm hai là đen. Đấy, thì mình sẽ tính âm dương như thế này ở trên sợi dây này nha, ở trên thân lõi như này. Đó, lõi dây của nó này các bác nhìn chưa. Đó, lõi của nó này 6.0 ly, cực kỳ là cao cấp. À, đấy, đầu rắc bắp chuối, nó dòng này thì nó sẽ sử dụng đầu rắc bắp chuối lồng đèn nha. Dây của nó là mỗi vế 2.5 mét, các bác nhìn cái cặp dây này. Đấy, riêng cái dòng này thì về được 3 cặp, thì một cặp là gửi đi cho các bác rồi, còn hai cặp thì ngày hôm qua. Đấy, ngày hôm qua thì em bận đi set up dàn cho hai khách. Đấy, thì một khách ở Tân Phú và một khách ở Phú Nhuận. Đấy là em khép cho hai bác. Đấy, thì hôm qua em bận không có lên được video cho tất cả bác. Đấy, thì hôm nay em về. Đấy, thì hôm nay em quay cái cặp đây này. Thì ngày này cặp này là hôm qua em ghép cho khách, thì chất lượng sản phẩm khách đánh giá cực kỳ là tốt nha. Đó, khách đánh giá cực kỳ là tốt về cái chất âm của dòng dây này, các bác có thể thấy được. Đó. Chất âm của dòng này cực kỳ là hay, tiếng rất là tròn. Đấy, tiếng rất là tròn tiếng. Đó. Bát của nó thì rất là sâu, độ chi tiết cao. Đó. Tiếng trung, tiếng chép. Đấy. Tiếng nhạc cụ nghe rất là tách bạch, chi tiết tỉ mỉ cho tất cả các bác. Đấy. Và những cái dòng dây loa như này thì đương nhiên là không thể là ghép những cái dòng bình dân được. Đấy, ra năm nay ít nhất là phải trên 200 triệu thì các bác mới thể ghép được những cái dòng dây loa như thế này. Đối với đấy, để các bác đánh giá tốt về cái chất lượng sản phẩm. Ngày hôm qua thì em ghép rồi, trực tiếp cho khách. Đấy, thì lúc đầu là khách có lấy ý định bác ấy lấy là định lấy cặp Mark Levinson, nhưng mà bác ấy đổi ý. Đấy, bác buổi trưa luôn cặp này. Đấy, cho nó chất. Về nghe chất âm bác khen cực kỳ là hay. Bản thân hôm qua cũng có đi test rồi, nghe rất là tốt. À, và em cũng có quay video lại, nhưng mà vì trong phòng lúc đó bác bật quạt và có tiếng điều hòa nên là nghe nó cứ bị, nó có một cái tiếng gọi là rì rào, và nên em không thể up video lên được. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy được à, cặp dây loa cực kỳ là cao cấp nha, Purikit Convert Audio. Những cái dòng này thì hiện tại là cũng có một nếu mà dòng Purikit này ở Việt Nam mình cũng không có nhiều người bán đâu nha các bác, cũng không có nhiều người bán đâu. Người ta bán thì cũng có, nhưng mà nó không được phổ thông. Đấy, tại vì cái giá thành của nó rất là cao, và hàng này thì nó cũng rất ít khi là có thể về được. Đấy, và cái dòng dây loa như Purikit này thì lần đầu tiên là bên em mới về được cái dòng sản phẩm như thế này nha. Đấy, thì hôm bữa em cũng đấu giá được mấy cặp thì em về luôn cho các bác, để cho những bác nào thì hiện tại là còn một cặp nữa, môi vế 2.5 mét, dây là nguyên bản nguyên zin 100%, bên đó về như thế nào là bên em còn nguyên như vậy. Đấy, các bạn có thể thấy được cái cặp dây loa đó. Đấy, đây các bạn nhìn thân dây, nó cầm cặp dây đó khác, rất là chắc nha các bạn. Đấy,
Thì những bác nào mà đang thích cái dòng dây loa mà có độ hầm hố như này thì các bác thể alo trực tiếp cho em, bên em sẽ ship hàng cho tất cả các bác. Riêng những cái dòng này thì ngày hôm qua là em ghép cho khách là bác ấy đánh với JBL nha, đấy 4344 đấy, và âm ly Maxintoc MA8900 mà em không nhớ, hôm qua em nhìn là Maxintoc mà em không nhớ là bác ghép con 9000 hay là 6900 gì đấy, em nhìn nó không, hôm nay em cũng không nhớ lắm đấy, nhưng mà lăng mắng là bác ghép cùng với lại bộ bao rè mà ghép với lại dòng Maxintoc nha, đấy cùng với lại JBL 4344 đánh rất là hay, rất âm ra cực kỳ là tuyệt vời đấy. Nếu mà để nói về cái tầm tiền mà các bác có thể mua được cái dọc dây loa như thế này thì để mà nó phát huy được cái chất âm thì rất là ít kỳ có nha các bác đấy. Bản thân em đi test cũng rất là nhiều rồi đấy, nghe được cái chất âm như vậy hôm qua em cũng rất là ưng ý vào cái dòng dây loa này đấy. Rồi thì cũng không để mất thời gian vào tất cả các bác nữa, thì giá cặp này thì em có báo các bác trên clip trước là 17 triệu đó. Thì những bác nào đang có nhu cầu về cái dòng sản phẩm như này á, các bác thì alo trực tiếp cho em nha. Đấy, dòng dây loa cực kỳ là cao cấp, thuộc top của hãng rồi nha các bác. Đấy, rồi Huy Cường Audio cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã luôn luôn ủng hộ những sản phẩm bên Huy Cường, và được các bác ủng hộ đánh giá chất lượng sản phẩm cũng rất là tốt. Thì em cũng cảm ơn tất cả các bác trong suốt thời gian vừa qua. Đấy, rồi thì trước khi dừng video thì các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip bên em nha. Rồi, Huy Cường Audio xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.